đừng lọt ra căn ma nghe, ở chúng sanh xuống trần gian trong kiếp này, căn tiên xuống trần bây giờ đừng để thành căn ma, là mình phải biết cái nguồn gốc. Bây giờ mình chưa biết, đến đây cô nói rồi thì biết để tu. Dù mình không có ăn trường chay nổi đi nữa thì mình cũng ăn 10 ngày và mình cúng lại, mình niệm Phật, mình làm các việc thiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cô chào Dương Cầm. Cô chào bà con trên cộng đồng. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay là hữu duyên hai người này lại đây, cũng đang cái lúc mà Dương Cầm quay cho cô để cô chia sẻ Phật pháp. Thì cô xem cái chú này trước ha. Rồi xong rồi cô chia sẻ Phật pháp, mong bà con cô bác trên cộng đồng. Nam mô A Di Đà Phật. Cái chú này trong cái tiền căn đó là tu, mà bây giờ không có tu. Cô nói đây người này cũng vậy, người này căn bên mẫu diêu trì, trong tiền kiếp ở trển là tướng chứ không phải là nữ nha. Mà xuống trần này đây trong cái kỳ chót rồi mà tu rất là trễ, mà cũng chưa có biết Phật pháp nên là phải bệnh hoạn hoài. Mà cái thời kỳ này cô nói là cái thời kỳ mạt pháp, là đến cơn sàng lọc, cha Ngọc Hoàng mở cửa cho quỷ dương xuống thế, ma dương, quỷ dương, ma ba tầng xuống hết, là Ngọc Hoàng mở cửa nên là người ta được xuống. Xuống đây là biết làm gì, xuống đây để mà người không tu đó thì người ta sẽ bắt, người ta sẽ bắt, người ta sẽ làm cho đau cho khổ. Đó là cũng cái cơn sàng lọc của Ngọc Đế đưa ra, chứ không phải là như không mà người ta làm được như vậy. Cũng như tới cái màn tới lớp thì cha xuống lệnh con ai thì nấy dắt, cũng như là con có Phật thì Phật dắt, mà con có ma là tất nhiên con ma là không tu đó, là con có ma, là người không tu mà người hung dữ, người ác là con của quỷ. Còn mình không có tu á, mình cũng không có ác mà mình không biết tu là con của ma, thì nó dẫn bắt mình về bên đó luôn. Mình trừ ra là mình phải biết tu thì đó mới là con của Phật, thì Phật mới dìu dắt mình được. Chá mắc quá. Đó nên là cô á nói đây nha, người này cái căn bên mẫu dư trì, trong tiền kiếp ở trển bị phạm lực thiên đình xuống, cái kỳ này kỳ chốt rồi. Bởi vì không có nhất trí, biết mình đã căng rồi, căng tiên đừng lọt ra căng ma nghe, ở chúng sanh xuống trần gian trong kiếp này, căng tiên xuống trần bây giờ đừng để thành căng ma, là mình phải biết cái nguồn gốc. Bây giờ mình chưa biết, đến đây cô nói rồi thì biết để tu. Dù mình không có ăn trường chay nổi đi nữa thì mình cũng ăn 10 ngày và mình cúng lại, mình niệm Phật, mình làm các việc thiện. Đó là mỗi ngày cầu nguyện bài cúng của Phật, có bài cúng của Đức Thầy cho mình, có bài cúng đàng hoàng. Nếu mà không có là lát cô cho nha. Rồi cô chỉ cách cho tu để không có kịp. Bây giờ nó xuống đây, nó hoành hành thế gian, nó xuống đây hen là nó muốn làm bá chủ hoàn cầu ở trong cái cõi ta bà, trong kỳ mạt pháp này. Mà nếu mình không có biết rồi đó, thì mình sẽ rớt hết trơn, lọt vào bên con của ma hết. Người tu như cô đi nè, mà nó cùng quậy nữa, mà nếu mình không vững, mà mình không được chánh đạo thì nó cũng vô luôn, chứ không phải mà nó quậy cho tan nát. Đặng mà coi ai vững lòng chắc dạ thì mới được về với Phật. Còn nếu ai mà lơ mơ thì rớt hết, giống như đi thi vậy, giống như đi học rồi thi vậy. Thì lơ mơ không có quan tâm học hành, không có chú ý thì rớt hết. Giống như cái đời này đang hiện tại bây giờ là vào một cái thế kỷ của là ma, rồi là cũng vào một cái đang cái thời kỳ thi. Người tu mà không đúng
là cũng gớt, chứ không phải là nói là người không tu đâu. Nên là bây giờ tu tâm, tu tâm, tu trong cái tâm, chứ không cần tu tướng. Có nghĩa là tu không cần đậu, không cần cao đầu, ngồi đâu cũng tưởng vậy thì mới mau. Mình ngồi đâu mình cũng tưởng Phật, mình tưởng những việc lành, những việc thiện, đó là gọi là ngồi đâu cũng tưởng vậy thì mới mau. Thì lúc đó là ma nó không có vô mình được. Niệm Phật, đem Phật được vào trong tâm thì không có ma đó. Mà nếu mình niệm Phật, mình đem Phật được vào trong tâm thì rất cái tâm mình là có cái chữ từ bi rồi, thì mình mới được đem Phật vào trong tâm. Thì cô nói đây rất là dễ chứ không có khó. Tu hen, tu tâm, ăn chay, cúng lại, niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, màn này cái màn của cha đã xuống lệnh, thì trước khi mình cúng lại, mình cúng lại rồi mình có nguyện cha trời mẹ đất, hoàng thiên hậu tổ, Phật tổ Phật thầy đỡ cho con trong con đường tu được vững vàng. Khi mình cúng rồi mình cũng phải nguyện cha mẹ, tại vì màn này cha, cha là cha Ngọc Hoàng, mẹ Địa Mẫu, biết mẹ Địa Mẫu không? Đó. Nè cô thờ mẹ Địa Mẫu đó ha. Nên là cô chỉ cho bà con trong cái kỳ cuối này cho kịp, để không được là mất hồn, mất xác. Nó hoành hành thế gian này nó làm dữ lắm, nên là phải gắn tu cho vững vàng, chứ không là kỳ này không còn bao nhiêu. Thầy cũng có nói là 10 phần chết 7, còn 3 chết 2, còn có 1. Thầy ông nói trước rồi, ông Phật ông nói trước rồi, thì phải có thôi, chứ không khi nào có đâu. Nên bây giờ là phải tu, tập ăn chay đi, tập cúng lại đi. Trong tiền kiếp là một thầy chùa nhà sư, mà kiếp này lọt xuống đây chưa có biết tu miếng nào, có biết miếng nào chưa? Cô nói là hình nhìn là cô thấy không có biết tu miếng nào luôn. Bây giờ tập cúng lại rồi niệm Phật, gọi đi làm cái gì? Con đi làm cái gì? Cắt cây cảnh ha. Ở bữa nào lại mình ôm cái cây bồ đề của cô coi nha. Không, làm nghề này là tốt, không có tội, không có sát sanh, nhưng mà phải tu. Bởi vì trong tiền căn mình có rồi, nếu mình không tu là màn này là bỏ luôn là uổng lắm. Vợ nó cũng có vô chùa, nó hành với Phật. Lâu nó mà đời sống nó bỏ chơi nữa cô. Vợ nó rồi vợ được mấy đứa con? Con đứa là ba mấy ba mươi tuổi rồi con. Có đứa về nè, và ảnh đưa. Mình mấy nhiêu? Hai đứa nó có đứa con. Vợ mặn gì, vợ nó mặn gì? Làm việc hai người cũng có căn bản hết trời, có gì đâu lo. Chỉ lo tu thôi. Nghề cũng vẫn chỉ lo tu. Bây giờ tu đi giữ cái mạng này cho kịp, cho còn trong cái kỳ chót này nè. Tu là hết bệnh, ăn chay cúng lại hằng ngày, mỗi ngày đi từ từ hết chân bệnh. Tại vì có căn mà không chịu tu nên chuyển, người ta chuyển cho tu để quay đầu về đó. Còn không tu, nếu mà không chuyển là không có biết luôn, là đi luôn, ngày đi luôn. Nó cận kề, nó gấp rút, không còn cái gì nữa, nó xuống nó quậy. Vậy đã, tôi nói có căn mà không chịu tu lấy gì mà không khổ. Tu vậy mà có gì tu à? Bởi vì nghiệp chướng còn nhiều, rồi chưa có tu được bao nhiêu, muốn có phước, không làm phước mà muốn có phước, không tu mà muốn được phước. Tu hành trì chí mới là liễu mai, trì chí mới có liễu mai, mới tu chút xíu mới được phước. Phước ở đâu mà có? Tu cả đời người đó, tu không phải một ngày một bữa mà con sửa cả đời mới xong. Cả đời mình khi mình chăm chuẩn bị nhắm mắt mà không biết mình tu có sửa có được thành công chưa nữa, mà mới tu có một chút mà muốn cho được phước. Không làm phước mà muốn được phước, không gieo trồng mà muốn có ăn, làm sao? Là phải gieo trồng. Bây giờ mà trồng một cây xài đi, mấy năm mới có trái, mà phải dung phong tưới nước,
rồi mới chăm sóc nó mới có mọc ra cái trái để mà ăn, thấy không? Mình không có chồng mà mình muốn có ăn là không được. Nghiệp quả. Tôi nói đây nè là phải gán mở cái trí tuệ ra để mà hiểu. Đây là màn trót kỳ ba, có nghiệp là phải đòi. Trong tiền kiếp quá khứ mình tạo ra những cái gì? Tạo ra những cái cảnh là không có duyên, có phước thì bây giờ phải trả. Tại sao người ta không tu mà người ta rất là giàu? Kiếp trước nó gieo quá nhiều phước đức, bây giờ người ta đang hưởng. Còn mình bây giờ mình không có làm cái gì có tội chứ, mình vẫn hiền lành mà vẫn khổ. Là có nghĩa là trong tiền kiếp mình gieo, mình gieo cái á. Ấy sao mày không gắn cái à, là trong tiền kiếp trước á, là mình không có gieo một cái phước lành gì hết, mình gieo cái tội, gieo cái đau khổ cho người khác. Bây giờ phải đau khổ lại, gieo một mà trả mười. Biết rồi thì phải gán niệm Phật, rồi tu, rồi cúng lại hồi hướng trả cho người ta. Đừng quán hận, đừng quán hận tại sao tôi có thằng chồng này nó đánh nó đập tôi, là do mình gieo nghiệp chướng, bây giờ mình phải lãnh lấy. Thì mình biết rồi thì mình niệm Phật cho nhiều, ăn chay rồi niệm Phật hồi hướng. Trong tiền kiếp con đã gieo những cái ân lành không có lành, bây giờ con xin Đức Phật từ bi gia hộ cho con ăn chay niệm Phật hồi hướng cho cái quan gia trong tiền kiếp con nó gây cho người ta đau khổ. Mình phải nguyện vậy từ từ mình mới hết, chứ không phải như không hả. Ví dụ bây giờ chồng làm khổ phải không, thì bây giờ á về cứ cúng lại rồi ăn chay 10 ngày, nếu ăn không trường nữa thì phải 10 ngày, là đúng 10 ngày trong một tháng. Đúng giống như vào trường học phải có lớp có lan, phải ngồi có hàng, phải có trên có dưới, chứ không phải mà muốn ăn là ăn, muốn không là không. Đó, ăn chay đây không phải thành Phật, mà có nghĩa là ăn chay để mình bớt sát sanh, mình bớt tạo cái nghiệp chướng. Đó thì nên là mình là nguyện dưới ơn trên chờ Phật. Con trong kiếp trước con gieo cái duyên nghiệp nó ác nghiệp, nên hôm nay con biết cái tội của con xin Đức Phật từ bi gia hộ cho con ăn chay niệm Phật, nó hồi hướng cho cái người. Bây giờ cái con chỉ tôi gọi đi ha, cái người chồng con tên gì, nhiêu tuổi, con cứ nguyện đi. Bây giờ con ăn chay tháng 10 ngày là con cúng lại, con xin trình với cửu quyền thất tổ Phật tổ Phật thầy, con tu lại công đức này, con xin hậu hướng cho chồng của con bao nhiêu tuổi đó, trình lên nhờ Đức Phật từ bi cho con trả cái nghiệp này cho nó mau hết. Cứ nguyện gì hoài đi, làm ra chợ muốn cho người này 10.000 cũng hồi hướng luôn, con xin hậu hướng công đức 10.000 này cho chồng con trả nợ đó. Ăn thí dụ cho người bán với số 10.000, mấy người đi xin 5.000 cũng, con xin Đức Phật từ bi cảm ơn chứng minh cho con 5.000 này con cho, con hồi hướng công đức này cho thằng chồng của con trả nợ. Cứ giá gì hoài, là 1 đồng cũng nguyện như vậy, mà 5 đồng cũng nguyện gì, 10 đồng cũng nguyện gì, từ từ hết chứ. Rất là nhiều người ở đây nó cô chỉ giả cách đó, chưa đâu. Con nhỏ kia kìa ở dưới Bến Tre đấy mà nó tu đó, mà thằng chồng còn đánh không cho cúng đó. Con này là khó đâu có gì đâu, mà cô chỉ cách đó lại giờ hết chứ. À, bây giờ cái người nào làm khổ mình là mình mắc nợ người đó đó, mình xin nguyện trong kiếp trước á. Rồi bây giờ mình nguyện đi, rồi mình nguyện lên chờ Phật, Phật tổ Phật thầy Quan Âm Bồ Tát từ bi cho con. Rồi người đó bây giờ mình thay chữ mình không, con xin hồi hướng công đức cho cái người này, tuổi gì tên gì, cứ làm vậy đi, từ từ hết chân, không hết là cô đền, mà làm ý mới được nghe, phải làm phước à. Rồi phải ăn chay, phải cúng lại, rồi phải làm việc thiện, không chử người ta lại. Giờ cho chồng mình chử rồi, mình tất cả mình cũng dằn xuống là mình biết đó là cái nghiệp trong kiếp trước. Bây giờ mình trả. Bệnh cũng vậy. Thí dụ bây giờ con bệnh hoài, con có nguyện ơn trên chờ Phật. Trong tiền kiếp con có sát sanh hại vật, và con làm những cái gì, điều gì trái với lương tâm, hoặc con làm những gì cho chúng sanh đau khổ, thì hôm nay con xin sám hối tội lỗi. Con xin hồi hướng công đức này cho quan gia trái chủ. Con cứ nguyện vậy đi. Đó, con nguyện là phải ăn chay 10 ngày đi, ăn không được trường khoảng 10 ngày, trong một tháng ăn 10 ngày. Rồi phải cúng lại sáng chiều, rồi đi đứng nằm ngồi 6 chữ Di Đà. Đó là con nguyện vậy đó.
nguyện hợp hướng trong của quan gia trái chủ trong nhiều kiếp trước, vô lượng kiếp đến nay, không phải một kiếp này. Kiếp này là kiếp chót, nó dồn lên nó đòi. Cũng như con thiếu 10 người nợ đi, mà mấy năm nay không ai đòi, bây giờ tới cuối cùng súng lại 10 người nó đòi con một lượt, là nó biết ông này sắp đi Mỹ về đây nè, phải đòi ổng mới được đó. Nên là nó phải đòi. Và cô nói thí dụ như thế, chứ không còn cơ hội để ông đi Mỹ mất tiêu sau đời ổng. Bây giờ mà chót lại không đòi ông kiếp này là không còn cơ hội để đời nữa. Quý diệt trong kỳ ba chiến chót này, cái đời mạt pháp thì thầy đã có nói rồi, hạ quan này đã hết đời, phong ba biển chuyển mà đổ giờ gia can. Thì con thấy không, năm nay con thấy bão bùng không, bão rồi lốc xoáy, tất cả những Việt Nam mình nó đủ thứ, còn nước ngoài châu Âu châu Á nó cũng đủ thứ, thì nó cận kề rồi. Cái màn cũng như cho mình diễn ra cho mình biết là nó cận kề gần tới kết thúc màn ba kỳ chót này, là cái đời hạ nguyên nó đã hết. Thì đức thầy cũng có nói hạ nguyên nghe đã hết đời, ông nói trước rồi, thì bây giờ còn nhìn ông nói năm nay nó là 80-90 năm rồi, thì bây giờ nó sắp sửa diễn ra đó, nên là mình gán tu cho kịp. Rồi quỷ dương nó cũng xuống nè, Ngọc Hoàng mở cửa quỷ dương xuống, thế nó xuống đi hết trơn rồi đó. Người không tu là nó vô, nó giành giật, nó mắc là nó đem về, nó làm mình tiêu hồn xác. Bởi vì thầy mới nói 10 phần mới chết 7 còn 3, chết 2 còn có 1. Tại sao mà còn có 1? Bởi vì mình không tu nó lâu gì bánh hết trơn rồi. Thì thầy nói con ma thì ma mắc, con quỷ quỷ diệt, con Phật thì Phật dắt mình, tu là Phật dắt mình, còn không là nó dắt gì bệnh, là còn có 1. Nó con biết cứu lại niệm Phật, dán với thầy bản đồ của thầy, cái tâm đó theo một điều gì theo bài. Thì trời ơi, đâu phải cúng lại gì mà được. Cái chữ mà sắc đó, thầy chùa còn rước sức da xuống tóc, củi bụi chằng còn dính cái chữ sắc. Sắc là tình á, sắc gặp sắc là mê, gọi là dính cái dưới cái chữ sắc. Tu hay dướng thầy chùa xuất gia còn dướng chữ sắc, tu ngoài đời này nó rớt hết trơn lạp đạp. Cái lên lớp cái người chợ trên nhìn lúc nó dướng giết cho con nhỏ này, nó theo nó si mê, nó nói là năng lượng nó là hai người là nghe chợ với nhau nhiều lần là năng lượng tự thương mến thương đã tiên nói không. Tôi nói bây giờ nó tu tâm đi, đừng tu tướng nữa. Bây giờ nó xuống ngang là nó giả đủ cảnh, nó dàn cảnh đủ kiểu. Tu trong cái tâm tại nhà, tại gia, không đi theo đâu hết. Còn mà bây giờ nó xuống giả nhiều cảnh, cảnh nào nó cũng giả được hết. Nó cũng tạo ra cái cảnh đó được để cho nó dụ mình đó, nó dụ mình về mà nó bây giờ nè. Bây giờ cái công đức chưa có nói ai nghe, bây giờ cứ hồi hướng đi, cứ tu đi ha, cúng lại đi, rồi niệm Phật đi, rồi xin hồi hướng trình với Phật tổ Phật thầy, mẹ Quan Bồ Tát, con xin hồi hướng công đức này cho thằng chồng của con tên gì, nhiêu tuổi, hôm nay con xin hồi hướng công đức này, con trả nợ trong tiền kiếp hết. Xong là nói gì nó cũng nghe. Hồi hướng. Giải được, mình có hồi hướng người ta miếng thuốc nào đâu mà được. Phải hồi hướng. Bạn không đúng đúng chỉ nói thôi đi lấy giải ghi vô tên. Không, khỏi cần ghi, cứ trình lên mỗi ngày. Mỗi ngày cúng làm một cái việc thiện gì đó. Hồi hướng cho người ta, thí dụ bây giờ phóng sanh 100.000 cá.
con xin hồi hướng 100.000 này cho thằng chồng của con là tên gì nhiêu tuổi, con trả nợ, con xin Đức Phật từ bi chứng giám cho con. Là mình trả nợ người ta là mình phải trình giống như bà đi ngân hàng, giống như bà ra bà mua cái nhà phải ra công chứng làm chứng. Còn này mình trình dưới trên nhận chứng cho mình đang mình trả cái nợ này. Không hồi hướng sao được, không hướng sao trả nợ người ta. Bây giờ người ta thiếu nợ đây, con trả đem trả người kia ai chịu. Con thiếu người này đây nè, không trả đem lại trả người đắng á. Rồi nợ này còn hoài. Có người nói hồi hướng dữ lắm à, quan gia trái chủ à. Cái người mà đau thật sự trong mình nó phải hồi hướng ngay cái người trong cái thân mình ta đang theo mình. Chứ còn hồi hướng cơ cơ cũng không có hết. Cô chỉ rất nhiều người à, biết hồi hướng mà hồi hướng đâu. Cái người đang theo mình rồi nợ trong mình của mình không trả đi hồi hướng khắp thế giới à, rồi cái người đang theo mình ta có nhận được miếng nào. Tâm linh nhỉ, nó đâu phải tâm linh. Tôi nói cô đó là thiện căn ở trên cung của mẫu mà là tướng cho không phải là nữ. Tướng à, tướng trên cung của mẫu duy trì tướng như này chứ không phải là nữ. Một cái người chồng đó cũng có quan gia trong cái chảnh xuống dưới đây nè. Cũng là ghe cắn nhau xuống đây chảy nha. Ừ. Nhìn ngực người ta mà trả cho mèo. Mà chồng nó sung sướng quá mà. Thì đó mình thiếu nợ người ta mà. Vậy thiếu người ta không lo trả người ta. Ta đi đòi nợ thì ta sướng. Còn mình là mắc nợ. Bây giờ cái chủ nợ nợ với cái người mắc nợ mình là sướng nè. Cái người chủ nợ ta có tiền ta giàu ta sướng. Còn mình mắc nợ mình nghèo mình mới khổ. Ừ, mà mắc nợ người ta. Thì đó, để tôi nói mắc nợ rồi giờ gán trả y chang vậy đi. Ý chàng tôi nói nãy đi, về cứ cúng lại cũng hồi hướng, hen, cũng hồi hướng ngay tên chồng con tên gì nhiêu tuổi, cứ trình lên là một đồng cũng hồi hướng, 10.000 cũng hồi hướng, 100.000 hướng, cứ làm bao nhiêu hồi hướng hết. Đã như nãy cúng triệu hồi hướng cho nó đi, đó, xin hồi hướng công đức này cho chồng con trả nợ cho nó mau hết, cứ giá gì từ từ hết trơn, hết nợ rồi người ta mới thương yêu mình, ta mới lo làm ăn. Bây giờ người ta đang đòi nợ, ta sướng chết mẹ đâu mặn gì? Nó đi hoài cái bảy cặp. Ừ. Bởi vì người ta cái người ta xuống này người ta đòi nợ mình là mình mắc nợ chứ người ta là người ta đòi, người ta đang đi đòi nợ, người ta sướng người ta ăn mà, người ta đòi được nhiêu ta ăn nhiêu, ta đâu có mặn chi cực. Hết rồi có tiền là bắt đầu là nó nói được, nó lấy cho hết. Ừ vậy đó, mắc nợ đó tôi cô dạy vậy đó, giữ cứ làm bây vậy đi. Làm mi chang như từ từ hết. Làm quyết liệt không tới năm hết. Con nhỏ vô vậy là làm quyết liệt có 7 tháng hết trơn. Bạn bè mượn tiền cái đó là không biết bằng à. Cái này là cái người ta đòi nợ mình, ta đang khổ. Còn nhiều khi mình cho người ta mượn tiền trả lại kiếp trước mình thiếu người ta đó. Bây giờ người ta đòi cho người ta mượn là người ta mượn là ta không có trả đó. Là kiếp trước mình thiếu người ta đó. Cha bên này nó cha không mắc quá. Thì bây giờ biết rồi đó, về làm y đi. Con cũng vậy luôn. Ăn thí dụ như vậy nè, để cô chỉ cho đi. Ăn á, một năm á là 3 tháng giêng, tháng 7, tháng 10, còn 1 tháng 10 ngày. Đó, 1 tháng mình ăn 10 ngày. Con cũng vậy luôn. Tại vì trong tiền kiếp thầy chùa rồi kiếp mình lên không tu miếng nào hết trơn. Mà nó bánh cọc. Ừ. Nó nói gì tốt bụng bỏ bánh cọc là thì tu á, từ từ á, mình ăn chay đó là mình mới không có sắc sanh thì cái lòng thiện mình có từ từ mình mới nguội lạnh ra được. Còn mình không có ăn cúng lại trơn người đâu có ai độ gia hộ mình đâu. Mà cứ tu đi đừng có lo. Cứ tu ăn cúng lại đi, lấy bài cúng cho nó. Bài cúng ai bài cúng có biết bài cúng không? Không gì mà có biết không? Bài cúng của thầy á.
Tụt ha, tụt thì thôi hồi này cho nó. Đó thì hôm nay á, thì tôi cũng chia sẻ trên cộng đồng bà con cô bác, cái màn này là cái kỳ chót rồi, cái không còn kịp để cho mình là chờ đợi gì nữa. Nó hoành hành vậy, nó hoành hành cho mình tan nát luôn, không còn gì đâu. Tới đây rồi đi, là con của ma ma nó bắt hết trơn. Đây là mới trong chợ gì nè, hai bên thằng con chết bữa nay, ngày mơ thằng cha chết ở trong nhà ông hiếu vậy. Ồ, sao chết mà không chết gì thì không có tung, là ngắm không có tung nó chết rồi. Cô Năm chào bà con đi, cái mình kết thúc buổi xem căng đây nha. Ừ, lại rồi. Cô chào bà con trên cộng đồng Mô Di Đà Phật. Thank you.